Lan à, Lan có nhận được thơ của tôi chưa? Dạ rồi. Lan có đọc chưa? Dạ rồi. Mà Lan có đọc kỹ không? Nhăn nheo hết vậy sao không kỹ? Mà Lan có hiểu cho lòng của tôi không? Ác quá, tôi hiểu cho lòng dạ của người ta, mà người ta đâu có hiểu cho bụng dạ của tôi. Từ khi hai nhà đã hứa với nhau thì tôi coi như cả cuộc đời tôi đã gửi trọn cho người ta. Nhớ yên vẫn rồi, dù không có nói ra, từ mấy năm qua tuy gần như lúc xa, dù chưa có nói lại nói qua, tôi cũng coi như mẹ già, tôi coi ba như mẹ già, tôi nghĩ anh cũng thật thà. Ai về người ta tính gần tính xa. Lan à, tôi cũng thương Lan à, hết giả hết lòng, nhưng sợ Lan buồn khi có một tấm chồng. Tương lai thật là tối tăm. Cái chuyện tương lai ai mà biết được, vui sướng hay buồn chỉ số phận mà thôi. Hay là tại tôi vốn nát quê mùa nên người ta bảy điều đang đổi thay. Lan, Lan, em khóc nữa đi. Tôi khóc nè, không thấy sao? Mà nước mắt của tôi bây giờ có nghĩa lý gì với ai đâu, có ăn nhầm gì đâu. Lan ơi, nếu mỗi giọt nước mắt của em rơi, có thể rơi đi nỗi đau trong lòng em một phần nào buồn tôi. Nếu những dòng lệ kia có thể bôi xóa được những kỷ niệm của ngày qua, nếu bảo em cô quên thì thật là đau xót cho tôi. Còn bằng em cố nhớ thì cả đời em vương khổ lụy. Nhưng thôi Lan ơi, em hãy quên đi chứ nhớ làm chi cái con người phản bội. Bao nhiêu tiếng yêu thương còn âm vang trong gió ân nghĩa nặng quằn vai mà đã dội dòng tình. Lan ơi, tôi biết nói sao đây cho em hiểu được lòng mình, trong khi đối với Lan tôi là người bác nghĩa, đối với bác Tú ở bên nhà tôi là kẻ giống ân. Hạt cơm ân cơm nghĩa còn dính ở kẻ răng, tiếng nhớ lời thương còn vương trong hơi thở. Trời ơi, tôi là một kẻ ngu si khờ dại, đã làm nát lòng tôi còn gây khổ lì cho bao người. Tôi nè, tôi mới ngu mới dại, người ta ngu sao người ta biết kiếm vợ giàu vợ dội, biết chọn cho mình một tương lai sáng sủa tốt tươi. Tôi coi như cả cuộc đời gửi trao, nên cả ngày tôi thôi dèo lối.
nỗi ngọt ngào. Sang ở bên này lo cho cha tánh nước, chiều qua bên đây hầu mẹ biến đầu. Ngày ngày bấm đốt ngón tay đếm từng giờ chờ đợi, mong buổi nắng hè sợ luôn em như kim châm môi sắc. Em có biết rằng tôi đau khổ tới mức nào không? Bác bên nhà đã hiểu mà đã tha thứ cho tôi. Tôi cũng mong Lan đừng hận, đừng trách tôi nữa nghe Lan. Không, tôi có hờn có trách một ai đâu. Còn trong bao nhiêu ngày nữa là tới bữa đón dâu. Có vợ rồi I'm